sử dụng đến kích điện và ắc quy rồi mà còn không biết đến cái này thì thật sự thôi anh em ạ. Tôi bảo anh em tại sao nó hỏng cũng phải thôi. Đừng có trách anh em ạ. Anh em đang xem ở trên đây là một chiếc kích 3000W hệ 24V nhá. 3000W 24V chạy rất khủng khiếp luôn. Và đây dàn bình của mình là 6 bình 12V 50A, lắp thành hai cặp song song thì nó sẽ ra được là 24V 150A. Đấy, mình đang lắp cùng với kích 3000 để sử dụng cho hệ thống đun nước và chạy máy sấy tóc anh em nhé, từ công suất rất là cao luôn. Thì anh em cần phải chú ý những cái điểm sau để anh em lắp nó bền này. Cái này ông lão phải để ý nhá, không thì nhiều ông không biết đâu, cứ tưởng lắp là chạy thôi. Chạy đến máy 3000 này công suất rất là lớn anh em ạ. Chiếc này 3000W thì anh em sẽ chạy được tầm khoảng 2000, chạy được tầm đến 2007 là max, nhưng mà thường ta chỉ chạy 2000 thôi. 2000 mà ở công suất ở mức 24V nó sẽ tương đương tầm khoảng 100A anh em nhé, xả 100A anh em hình dung không? 100A với dòng bình ắc quy nước anh em đang dùng không thể xả nổi 100A luôn anh em ạ. Xả 100A thì nhanh mục cọc bình lắm. Anh em chỉ có dùng xăng lithium thôi. Ở đây mình dùng là 6 bình anh em, nó chia ra thì tương đương là 100A thì mỗi một bình sẽ chịu là khoảng 30A thôi, rất là nhẹ điện, là vừa đủ cho cái bình này. Đấy, bình 50 mà xả 30 là cũng dạng ghê gớm đấy, không phải đùa đâu. Anh em mà muốn chạy tốt ấy thì với cái hệ bình với cái kích 24V 3000 này xả khỏe, bền ổn định thì anh em phải lắp cái bình ắc quy là 24V 300A anh em nhé, thì mới xả ổn định bền được. Tức là đảm bảo lúc nào cũng là dòng xả ổn định ở mức 1/3 dung lượng bình thì là bền nhất. Tiếp theo sau cái phần đó nhá, là đến phần này này anh em nhìn này. Cái át này. Cái át anh em phải dùng át 100A trở lên cho mình nhá. Ở đây đang dùng nó át 125 mà anh em nhìn này. Át 125 này. Bình thường anh em lắp ấy, thì lắp sẽ thường sẽ lắp là át 40 đúng không? Át 40 hoặc át 50 hoặc 63, át rất phổ thông luôn. Nhưng vấn đề là dòng xả bộ này rất là lớn. Anh em bắt buộc phải dùng là át to mà lên dùng át chứ đừng lên đấu trực tiếp. Nhiều anh em không tìm được át đi lại cái đấu trực tiếp vào rất là nguy hiểm cho hệ thống anh em nhá. Và tiếp theo nữa là một phần nữa chính là dây dẫn này. Dây đây mình dùng là dây 1 anh em nhỉ. Dây 1. Dây 1 chịu tải tầm khoảng 70 80A thôi. Ở chỗ này anh em phải dùng dây to này, dây phải dầm dây 1.5 mới chịu được. Như dây này này là chịu được. Thế thì mới chịu được công suất tầm 100A xả. Bởi vì khi anh em xả 100A đều sẽ rất là nóng, dây dòng đi qua lớn mà. Dây mình là không chịu nổi đâu. Đấy, phải bảo trước luôn là những cái điểm chú ý khi lắp. Đấy, tiếp theo nữa sau phần dây xong rồi thì đến phần máy chạy đúng không? Máy chạy thì lại có một cái này phải chú ý này. Chính vì công suất nó lớn này phải càng chú ý luôn này. Đây. Khi máy công suất lớn chạy anh em ạ, thì anh em bắt buộc phải lắp cho mình những cái phích cắm như này này. Chịu tải cao nhá, phích này chịu tải 3000 này. 3000 là hãng công bố thì chịu tải được tầm khoảng 1500 đến 1700 là ok, chứ còn nói 3000 thì hơi phét tí anh em ạ. Cứ giảm một nửa thôi, chạy cho nó bền. Tại thứ nhất, thứ hai là cắm vào cho mình là phải chân to nhỉ, chân đồng này. Nó mới chắc này. Cắm xong này. Ok, xong nhá. Xong tiếp theo anh em không được đấu trực tiếp vào ổ luôn mà phải qua hệ thống cho qua cái này. Cái thiết bị này sẽ giúp anh em là hãm một hãm công suất lại. Chẳng như máy này 3000 luôn, anh em cài đặt cho nó 2000 thì máy chạy chỉ 2000 thôi. Thì anh em bắt buộc phải lắp cho mình cái này. Bắt buộc nhá. Cái này là không có thích hay không là phải lắp. Đấy, sau cái này xong thì là cái bộ này này sẽ có một cái hãm công suất thứ nhất, thứ hai là trì hoãn khởi động, tức là tạo độ trễ khởi động. Máy này bật lên rồi sẽ không cho ra điện. Mà nó sẽ mất thời gian là bao nhiêu giây anh em cài nó cho ra điện anh em nhá, thì mới chạy được. Chạy và chỉ cần vượt quá công suất là máy ngắt luôn. Cái này rất là an toàn này, bắt buộc phải lắp này. Bình thường các anh em không lắp là ở nhà mà anh em dùng là hay bị tình trạng là quá công suất. Chạy quá công suất là đi ngay con kích anh nhá. Kích là tôi quang tèo luôn đấy. Rất là phí, kích cao cấp đắt tiền lắm. Chứ không phải là kích phèn phèn 1-200 này nhỉ, toàn kích hàng mớ tiền luôn đấy. Nên là phải rất cẩn thận cái thông số chú ý này. Đây là mô hình anh lắp này. Đấy. Đơn giản và dễ nhất nhá. Quan trọng nhất là bình thôi. Bình mà anh em lắp phải tầm 24V, ít phải 200A, còn không phải tầm 300 thì mới đủ sức chạy cho con 2000 này. Dã. Đấy. Đây là hệ thống, tí mình test nhá. Còn bây giờ mình quay hướng dẫn anh em trước là cái phần lắp đặt chú ý nhào để cho đảm bảo nó chạy bền nhất.